Chuyển sang thông tin trên lĩnh vực giao thông vận tải và trật tự an toàn giao thông. Từ tối ngày 27 tháng 12, tuyến đường đèo Brent thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng đã chính thức được thông tuyến vào ban đêm sau gần 6 tháng thực hiện biện pháp hạn chế lưu thông. Công tác đầu tư nâng cấp đèo Brent thuộc một phần dự án nâng cấp tuyến quốc lộ 20 đoạn từ thành phố Bảo Lộc đến thị trấn Đờ Răng, huyện Đơn Dương do Bộ Giao thông Vận tải triển khai từ một năm qua. Sau khi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc làm 8 người thiệt mạng vào ngày 19 tháng 6, ngành chức năng đã quyết định hạn chế lưu thông tuyến đường đèo Brent, cấm tất cả các phương tiện lưu thông trong thời gian từ 19 giờ hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau. Trong thời gian này, các phương tiện từ phía nam và phía đông thành phố Đà Lạt vào thành phố qua tuyến đường đèo Mimosa. Biện pháp hạn chế lưu thông này được áp dụng để Ban Quản lý Giao thông 85, Bộ Giao thông Vận tải triển khai nâng cấp, hoàn thành sửa chữa đoạn đường nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông. Dự kiến đèo Brent sẽ được Bộ Giao thông Vận tải giao lại cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng để khai thác, phục vụ phát triển du lịch. Tuyến quốc lộ 20 qua đèo Brent sẽ được thay thế bằng tuyến đường đèo Mimosa. Công an thành phố Đà Lạt cho biết trong đêm Giáng sinh vừa qua công tác tuần tra kiểm soát, tổ công tác cảnh sát giao thông phát hiện trên các tuyến đường phố chính của thành phố Đà Lạt có nhiều nhóm thanh niên của Đà Lạt và Lâm Hà tụ tập có biểu hiện lạng lách, nẹt bô, rú ga. Qua kiểm tra đã phát hiện và tạm giữ